năm sao nam 9X đẹp trai nhất showbiz Hoa ngữ, Hứa Khải, Trương Lăng Hách, Tống Uy Long, Dương Dương, Tiêu Chiến. Các sao nam Dương Dương hay Tiêu Chiến chưa bao giờ thiếu tên trong các bảng xếp hạng nhan sắc. Dàn sao nam 9X của showbiz Hoa ngữ hiện nay gây tranh cãi khá nhiều về diễn xuất và chưa đạt được các thành tựu đáng nể như các tiền bối, nhưng không thể phủ nhận ngoại hình của họ rất xuất chúng. Trong các bảng xếp hạng nhan sắc, những ngôi sao như Hứa Khải, Trương Lăng Hách, Tống Uy Long đều được chọn với số tương tác cao. Vậy cùng người nổi tiếng TV 24 giờ điểm trong top 5 sao nam 9X đẹp trai nhất showbiz Hoa ngữ này nhé. 1. Dương Dương. Có thể diễn xuất của Dương Dương không tốt, nhưng ngoại hình của anh chưa bao giờ khiến công chúng phải phàn nàn. Đường nét trên gương mặt của Dương Dương được đánh giá là tinh tế và hoàn hảo, có sự thư sinh mềm mại và pha lẫn cả nét cương nghị, mạnh mẽ. Vậy nên trong các bảng xếp hạng về nhan sắc của các sao nam hiện nay, ngôi sao yêu em từ cái nhìn đầu tiên lúc nào cũng nằm trong top đầu. Vụt sáng ngay khi vừa bước vào giới giải trí, Dương Dương vẫn giữ được sự nổi tiếng và sức hút với khán giả sau gần 10 năm trong nghề. Gia nhập giới giải trí từ năm 2015, Dương Dương nhanh chóng nổi tiếng với dung mạo anh tuấn. Nam diễn viên được các nhà làm phim ưu ái giao cho các vai diễn thư sinh, nam thần học đường khiến khán giả mê đắm. Các tác phẩm phim ảnh của Dương Dương được khán giả đón nhận như Tân Hồng Lâu Mộng, Tay Trái, Thiếu Nữ Toàn Phong. Đặc biệt, sau vai nam thần Tiêu Nại trong bộ phim học đường kinh điển Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Dương Dương chính thức bước lên hàng ngũ sao hạng A của màn ảnh Hoa ngữ. Tiếp đà thành công, nam thần sinh năm 1991 công phá màn ảnh rộng bằng bộ phim Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa cùng nữ diễn viên Lưu Diệc Phi, trở thành phim cổ trang có doanh thu nổi bật nhất năm 2017. Liên tục có phim hot, địa vị của Dương Dương ngày càng vững chắc tại ảnh đàn Hoa ngữ. Anh cũng là cái tên hàng đầu được các nhà sản xuất tin cậy giao vai nam chính trong các dự án lớn. 2. Tiêu Chiến. Giống như Dương Dương, Tiêu Chiến cũng là cái tên được gọi rất nhiều trong các bảng nhan sắc. Sở hữu gương mặt anh tuấn mang nét cổ điển, Tiêu Chiến hợp với cả những bộ phim cổ trang lẫn hiện đại. Mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh thì anh đều khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi. Mà điểm đặc biệt ở ngôi sao 9X này chính là nụ cười tỏa nắng khiến cho các chị em khó cưỡng lại sức hút này được. Từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, Tiêu Chiến tham gia đóng vai nam chính Trương Tiểu Phàm trong bộ phim điện ảnh Chu Tiên Truyền, thể từ tiểu thuyết tiên hiệp nổi tiếng cùng tên. 15. Phim được công chiếu tại Trung Quốc ngày 13 tháng 9 năm 2019. Phim đứng đầu phòng vé Trung Quốc trong ngày công chiếu và đạt tổng doanh thu phòng vé hơn 400 triệu nhân dân tệ trong 18 ngày chiếu. Tại Thái Lan, phim lập kỷ lục mới là phim Hoa ngữ có doanh thu cao nhất trong 10 năm. Sau đó, Tiêu Chiến đóng vai một điệp viên trong bộ phim cổ trang Khánh Dư Niên. Vào tháng 9, có thông báo rằng anh ấy đã thành lập studio của riêng mình, XZ Studio, với sự hợp tác của Wajijiwa Entertainment. Mùa hè 2019, Tiêu Chiến đóng vai chính cùng Vương Nhất Bác trong bộ phim truyền hình Trần Tình Lệnh dựa trên tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng Ma Đạo Tổ Sư, với vai diễn ngụy vô tiện hoạt bác vô tư không gò bó, hay khi trở thành Di Lăng Lão Tổ đen tối đau khổ đã nhận được những đánh giá tích cực của giới phê bình. Trong thời gian phim phát sóng, độ nổi tiếng của Tiêu Chiến đã đạt được những thành tích đáng kể như xếp hạng nhất 6 tuần liên tiếp, từ 3 tháng 7 11/8, top 10 nam diễn viên có chỉ số lực ảnh hưởng trên mạng cao nhất, 12 ngày xếp hạng nhất, 43 ngày có chỉ số trên 9 điểm trong top 50 chỉ số truyền thông nghệ sĩ, liên tục lên tìm kiếm nổi bật, hot search của các trang mạng xã hội Trung Quốc. Trần Tình Lệnh cũng rất nổi tiếng ở nước ngoài, nó bắt đầu phát trực tuyến trên Netflix vào ngày 25 tháng 10 năm 2019, dẫn đến sự quan tâm toàn cầu cho Tiêu Chiến.
Thành công từ Trần Tình Lệnh đã đưa Tiêu Chiến trở thành một trong những tiểu sinh mới của làng giải trí Trung Quốc và lấy được nhiều hợp đồng làm gương mặt đại diện của các nhãn hàng. Tháng 8 năm 2019, Tiêu Chiến ghi hình cho bộ phim truyền hình Quãng Đời Sau Này, Xin Chỉ Giáo trong vai nam chính bác sĩ Cố Ngụy bên cạnh nữ diễn viên Dương Tử. 3. Tống Huy Long đóng phim khi mới chỉ 18 tuổi nhưng Tống Huy Long đã thu hút mọi ánh nhìn bởi gương mặt điển trai nam tính. Theo thời gian, đường nét của nam diễn viên chạm kế tiếp là Hạnh Phúc lại càng hoàn hảo hơn, hẳn, xứng đáng, phong thần trong Dàn Tiểu Sinh 95. Với ngoại hình xuất chúng và thời thượng như vậy, Tống Huy Long cũng trở thành ngôi sao được các thương hiệu thời trang cao cấp ưu ái. Năm 2015, Tống Huy Long ký hợp đồng với studio của Vũ Chính, chính thức trở thành một diễn viên. Anh lần đầu tham gia vào show tạp kỹ Zone for Tam, sau đó cũng xuất hiện trong talk show Day Day Up. Tống Huy Long trở nên nổi tiếng và quen mặt với khán giả, giúp anh được công nhận rộng rãi ở Trung Quốc. Năm 2016, anh xuất hiện trong bộ phim đầu tay là Bán Yêu Khuynh Thành 2, đóng vai Bán Yêu Ứng Long. Cùng năm, anh tham gia vào 4 bộ phim điện ảnh là Catman, Tam Pass By Suddenly, Dreambreaker và Fleeting Midsummer. Năm 2017, Tống Huy Long đảm nhận vai chính trong drama Khoảng Cách Năm Ánh Sáng của Anh và Em và bộ phim đã thu hút 1 tỷ lượt xem. Cũng trong năm 2017, anh xuất hiện cùng Quan Hiểu Đồng trong Phượng Tù Hoàng và Lâm Doãn trong Bỉ Ngạn Hoa. 4. Trương Lăng Hách nổi lên trong 2 năm trở lại đây, lại có ngoại hình nổi bật nên Trương Lăng Hách nhanh chóng trở thành ngôi sao tiềm năng trên màn ảnh. Khác với vẻ lạnh lùng cuôn ngầu mà Tống Huy Long mang lại thì Trương Lăng Hách lại như ánh mặt trời rực rỡ. CS cảm thấy nam diễn viên Ninh An như mộng giống với hình ảnh người bạn trai lý tưởng. Anh vừa điển trai lại dịu dàng, ai mà không mê cho được. Ngày 8 tháng 8 năm 2020, Trương Lăng Hách tham gia đêm hội thanh xuân Mango cùng Lăng Mỹ Sĩ. Ngày 27 tháng 8 cùng năm, phim Bộ Ngôn Tình Cổ Trang Thiếu Nữ Đại Nhân khởi chiếu trên Tenon Video. Trong bộ phim, Trương Lăng Hách vào vai Tề Vương Tiêu Diễn Chi, lấy tên giả Bùi Chiêu, gặp được Tô Từ, cả hai hợp tác cùng vạch trần âm mưu của Vân Vương. Đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên Trương Lăng Hách tham gia diễn chính. Ngày 16 tháng 9, khoảnh khắc rung động ra mắt trên Mango TV, Trương Lăng Hách vào vai nam chính Mạch Tư Dung, một nam thần bơi lội với kinh nghiệm yêu đương là số không tròn chính. Ngày 20 tháng 1 năm 2021, anh thắng giải nam diễn viên mới của năm tại Liên hoan phim điện, ảnh, truyền hình và Internet Kim Cốt Đóa lần thứ. Ngày 11 tháng 5 cùng năm, drama Ngôn Tình Anh Ấy Hoàn Hảo phát sóng, Trương Lăng Hách sắm vai chính Hứa Niệm, người bạn trai thông minh uyên bác trong thế giới ảo, có thể nói đó là hình mẫu bạn trai hoàn mỹ. Tuy nhiên, ngoài đời thật lại là người lạnh lùng, không có khiếu hài hước. Ngoài ra, Trương Lăng Hách còn hát cho ca khúc chủ đề phim có tựa đề là Tình Yêu. Ngày 28 tháng 5 năm 2021, phim Bộ Thanh Xuân Vườn Trường Tôi và Thời Niên Thiếu Của Tôi do Trương Lăng Hách hợp tác cùng nữ diễn viên Đặng Ân Hy đóng chính khởi chiếu trên Tenon Video. Trong bộ phim, anh vào vai nam chính Giang Hạo Nguyệt, một nam sinh lạnh lùng với thành tích học tập xuất sắc. 9. Ngày 13 tháng 6, anh tham gia đóng phim truyền hình Bách Luyện Thành Cương. 10. Tháng 2 năm 2022, Trương Lăng Hách tham gia đêm hội Bách Họa Nghênh Xuân 2022, hát khúc Tuổi Trẻ Trên Một Hành Trình Mới. Ngày 7 tháng 8, phim Bộ Cổ Trang Thương Lan Quyết do Trương Lăng Hách tham gia diễn xuất khởi chiếu trên iQIYI. Trong bộ phim, anh vào vai Trường Hành, chiến thần một lòng gửi thiên địa. 5. Hứa Khải. Năm 2013, anh đã giành quán quân cuộc thi Người Mẫu Quốc tế Trung Quốc và chính thức ra mắt với tư cách người mẫu. Năm 2016, anh tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên Triều Ca và chính thức bước vào lĩnh vực diễn xuất. Năm 2018,
Hứa Khải trở nên nổi tiếng với vai diễn Phú Sát Phó Hằng trong bộ phim truyền hình Diên Hy Công Lược. Sau khi phim phát sóng đã được quan tâm nồng nhiệt, sự nổi tiếng của anh đã tăng vọt. Năm 2019, Hứa Khải đóng chính trong bộ phim cổ trang Chiêu Dao trong vai con trai của Ma Vương, Lệ Trần Lan. Vào ngày 23 tháng 6, bộ phim truyền hình Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp hợp tác cùng Trình Tiêu đã được ra mắt. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thanh Mỗi thuộc thể loại hiện đại thể thao điện tử. Bộ phim quy tụ dàn nam phụ cực phẩm, siêu, xịn sò, thu hút không hề thua kém Cá Mực Hầm Mật. Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì chuyển thể từ một tiểu thuyết lấy game thủ eSports có thật ngoài đời rồi chuyển đổi giới tính và vẽ nên câu chuyện ngôn tình, xến xúa. Ngay trong các tập đầu tiên, bộ phim cũng hứng chịu nhiều chê bai là diễn biến bất hợp lý, bị lộ như chi tiết đạo nhái, tình tiết, sượng chân. Sau thành công của phim Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao, Hứa Khải nhận được sự yêu thích lớn. Anh vừa gặp tình huống khó xử khi bị người hâm mộ xâm phạm quyền riêng tư. Phim truyền hình Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao do Hứa Khải, Đàm Tùng vẫn đóng chính dù đã kết thúc phát sóng trên nền tảng trực tuyến được một tuần nhưng vẫn nhận được độ thảo luận cao trên mạng xã hội trong và ngoài nước. Theo thống kê mới nhất, phim đạt 1.891 tỷ lượt xem tích lũy ở thị trường Trung Quốc, lọt vào top 30 danh sách phim hiệu quả kéo tân, người xem đăng ký mới của Tencent Video. Ở nước ngoài, Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao cũng là phim giành vị trí đầu bảng trên Apple TV tháng 7. Trên đài Hồ Nam, rating phim hiện đứng đầu danh sách phim chiếu giờ vàng. Bên cạnh sức hút của phim, độ nổi tiếng của Hứa Khải cũng tăng mạnh. Trong danh sách thống kê của truyền thông, nam diễn viên có tên trong danh sách 12 nghệ sĩ Hoa ngữ tăng fan hâm mộ trên Weibo nhiều nhất trong tháng 7, với hơn 512.000 fan. Tuy nhiên, việc này cũng gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười cho nam tài tử. Đơn cử như mới đây, phòng làm việc của Hứa Khải đã phải ra thông báo sau khi phát hiện một số người hâm mộ đã lén chụp ảnh anh tại khách sạn nơi anh cư trú. Ngoài ra, họ còn tụ tập tại trường quay, bám theo ô tô của Hứa Khải với tốc độ cao và có những hành vi quá khích gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống cá nhân của anh. Chúng tôi cực lực phản đối mọi hành vi xâm phạm quyền riêng tư và các quyền cá nhân khác của Hứa Khải, đồng thời đề nghị hãy chấm dứt các hành vi nguy hiểm như bám theo ô tô. Đối với những cá nhân không tuân thủ và không chịu dừng hành vi trái pháp luật của mình, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra và buộc những người có trách nhiệm liên quan chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật, phòng làm việc của Hứa Khải cho biết. Từ trước đến nay, trong làng giải trí, fan cuồng là nỗi lo ngại với các nghệ sĩ. Tại Hàn Quốc, Han Hye-jin, Jungkook VBTS, Park Nare, Jung Eun-chi và nhiều ngôi sao khổ sở vì bị fan cuồng coi nơi ở của mình là điểm tham quan du lịch liên tục xâm phạm quyền riêng tư. Trong khi đó, tại Trung Quốc, Địch Lệ Nhiệt Ba từng bị người hâm mộ nam cuồng nhiệt theo dõi suốt nửa năm, xông lên sân khấu cầu hôn. Châu Vi Đồng bị khán giả nam sàm sỡ giữa sảnh khách sạn, hay Vương Hạc Đệ, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng thường xuyên bị fan xâm phạm đời tư.